ghi bàn, Tuấn Hải 9, phản lưới, So 19, phạt đền, Takashi 37, Takahiro Sekin 65, Kante 70, phạt đền, Ekanit Pania 85. Trận gia quân, Hà Nội thua Pohang Steeler của Hàn Quốc 2, 4 trên sân Mỹ Đình. Lần này, Hà Nội dùng ít hơn một ngoại binh trong đội hình xuất phát. Tiền vệ Brandon Wilson ngồi dự bị, trong khi Joe và Ken đá cặp tiền đạo. Thủ quân Nguyễn Văn Quyết đá hộ công, trong khi Phạm Tuấn Hải đá cánh trái. Thủ thành Bùi Tấn Trường cản được quả phạt đền, nhưng không thể ngăn Kante băng vào đá bồi nâng tỷ số lên năm không cho urawa Reds hà nội không nhập cuộc với ý đồ tử thủ đội tìm cách kiểm soát bóng và duy trì cự ly đội hình hợp lý để hạn chế khả năng tấn công biên của đối thủ tuy nhiên urawa Reds thể hiện sự lão luyện và sớm mở tỷ số từ tình huống cố định xuất phát từ pha phạt góc cánh trái tiền đạo jose kante thoát kèm rồi vô lên đập đất milan zeveteovic cản phá trên vạch vôi nhưng bóng đập vào tuấn hải rồi vào lưới bàn thua đầu tiên khiến đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Bandovic bị tâm lý ngược lại với khí thế được tiếp thêm từ cổ động viên nhà, Urawa Red dồn lên tấn công. Phút 16, trung vệ Damien Letolec phá bóng quá chậm nên đá vào chân Toshiki Takahashi. Ban đầu, trọng tài cho rằng tiền đạo Nhật Bản ăn vạ nên phạt thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại va, ông xóa thẻ và cho Urawa Red hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, trung vệ Alexander so đánh lừa thủ môn Bùi Tấn Trường để nhân đôi cách biệt. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh bị các cầu thủ Urawa Red bủa vây.